Lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Uông Bí, hội thi giọng hát hay thành phố Uông Bí năm 2023 là hội thi dành cho công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn thành phố, có tài năng và đam mê ca hát, không phân biệt giới tính, có độ tuổi từ 15 tuổi đến 35 tuổi tính đến ngày tổ chức vòng thi chung kết và đáp ứng các tiêu chí của cuộc thi do ban tổ chức quy định. Vòng sơ tuyển sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 7 năm 2023. Vòng bán kết từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 7 năm 2023. Đêm chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 7 năm 2023. Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, của tỉnh và của địa phương năm 2023, thúc đẩy phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ trên địa bàn và tìm ra những nhân tố tài năng âm nhạc, giọng hát hay của thành phố. Thí sinh đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố hoặc liên hệ qua số điện thoại 0981 973 777 hoặc 0982 551 638. Ban tổ chức nhận hồ sơ đăng ký tham gia trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Lưu ý, những thí sinh đã đạt giải tại các cuộc thi giọng hát hay cấp tỉnh, hội thi giọng hát hay trên sóng phát thanh truyền hình Quảng Ninh và các giải tương đương, giải toàn quốc không đăng ký tham gia hội thi này. Hãy nhanh tay đăng ký và tham gia để thể hiện niềm đam mê ca hát và tỏa sáng cùng hội thi giọng hát hay thành phố Uông Bí năm 2023.